Thế thì ở đây ý, là con ăn được mà không tăng ký thì nó sẽ có cái lý do nào ở đây? Đấy. Ví dụ bé ăn được nhưng mà sao ạ? Cái chất lượng bữa ăn của các bạn ấy nó không đầy đủ. Ví dụ ăn được ấy, bé nó chỉ ăn rau, nó không ăn thịt. Đúng không ạ? Nó chỉ ăn rau và không ăn thịt. Đấy. Mặc dù ấy nó ăn rất 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 là tốt nhưng mà sao? Nó không đủ năng lượng, nó không đủ dinh dưỡng để giúp bé nó tăng ký lên. Đấy, được chưa? Thì cái bữa ăn của con mình nó quá đơn điệu, đúng không? Rồi, có những bé nó chỉ ăn cơm và ăn trứng thôi, nó không ăn thịt và nó cũng không ăn rau. Đấy, thì sao ạ? Nó cũng mất cân bằng về dinh dưỡng và mất cân bằng về dinh dưỡng như vậy, đặc biệt là thiếu các cái vitamin và khoáng chất. Thì vitamin và khoáng chất ấy nó giúp cho quá trình chuyển hóa để giúp bé mình tăng ký lên. Như vậy là bé ăn được nhưng mà bữa ăn của con các bạn ấy nó quá đơn điệu, nó không đầy đủ về dinh dưỡng. Có đúng không? Thế cho nên là khi mà các bạn hỏi bác Đạt như vậy ý, thì bác Đạt thường nói gì ạ? Em hãy cho bác Đạt xem cái thực đơn của con em trong một tuần nó ăn như thế nào, thì thấy mỗi trứng với lạc, đúng không ạ? Thì làm sao ăn được em, đúng không ạ? Thì nó phải ăn đa dạng. Thế thì cái việc mà làm sao để con mình ăn đa dạng, thế thì các bạn cần phải biết được rằng gì ạ? Cái việc mà chúng ta luyện cho con ăn thô ấy, mà bác Đạt vừa nói ấy, là vô cùng quan trọng để giúp cho con bạn nó ăn thô tốt hơn và ăn đa dạng hơn. Vì ăn dạng, ăn thô mà ăn theo kiểu ăn bé chỉ huy ấy, thì bé nó sẽ ăn đa dạng các mùi vị, các loại dinh dưỡng. Đấy. Thế thì khiến cho bé ấy, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cảm nhận được các cái mùi vị thức ăn tốt hơn và nó sẽ ăn thô tốt hơn và nó sẽ gì ạ? Mỗi lần nhìn thức ăn nó sẽ kích thích cái thèm ăn để cho bé ăn tốt hơn. Đấy. Cho nên chúng ta phải ăn theo một phương pháp. Đấy, rèn một thói quen ăn uống của trẻ nhá. Có cái video là 12 nguyên tắc vàng để ăn dặn, em phải áp dụng để cho bé gì ạ? Ăn có nguyên tắc, ăn có phương pháp, có khoa học, giúp bé ăn thô tốt hơn, ăn đa dạng hơn, được chưa? Thế trường thứ nhất là gì ạ? Cái bữa ăn của bé nó quá đơn điệu thì các em phải lên lại thực đơn và phải luyện lại từ đầu. Ví dụ con mình không ăn thịt và nó chỉ ăn rau thôi thì làm sao mà nó tăng cân được? Hoặc con mình chỉ ăn cơm với trứng thôi, có bao nhiêu bạn ở đây con chỉ ăn cơm với trứng, đúng không ạ? Thế bây giờ làm sao? Cứ cho thịt vào nó không ăn. Đấy, đúng không ạ? Thế chúng ta phải làm thế nào? Thế thì chúng ta phải luyện lại từ đầu. Các bạn đúng không ạ? Phải luyện lại từ đầu cho con mình. Và khi luyện lại cho con ăn ấy là sao ạ? Chúng ta phải kiên trì. Đấy, khi mà ví dụ các con em nó chỉ ăn trứng không ăn thịt. Hôm nay chúng ta giới thiệu cho con là gì ạ? Hôm nay cho con ăn thịt đi. Thế thì cho nó ăn thịt đi thì nó không ăn. Nó ngồi nó cứ này. Nó ngồi như này. Thế là mình là sốt ruột. Mình sợ rằng dạ không ăn thì nó lại không lên ký, thế là mình sao ạ? Mình thôi, rồi nó ăn này thôi thì mình cho nó khác. Thế thì chúng ta tự bỏ cuộc, đúng không ạ? Phải nhớ rằng dạ mỗi một ngày chúng ta sẽ giới thiệu với bé một lần, đúng không ạ? Và bé nó sẽ từ chối khoảng 12 cho đến 15 lần thì nó mới ăn. Đấy, được chưa? Nên chúng ta phải động viên, phải nói chuyện với con mình. À con ơi, con phải ăn cái thức ăn này vì lợi ích là gì ạ? Chúng ta nói cái lợi ích ở đấy ấy, có thể bé nó không hiểu đâu. Chúng ta nghĩ là nó không hiểu, chúng ta không nói, nhưng thực ra ấy, bé nó hiểu hết. Hàng ngày chúng ta cứ nói con ơi, con phải ăn thịt lợn này, đúng không ạ? Ăn thịt lợn thì giúp cho con cao lớn hơn. Tức là mình nói chuyện, tức là mình gắn với một câu chuyện nào bé thích, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta muốn luyện cho con ăn rau, chúng ta phải luyện này, ăn cà rốt, đúng không? Cà rốt mắt nó tinh, nó giống như siêu nhân người nhện ấy, đúng không ạ? Tức là mình phải kể câu chuyện. Tức là con kem ấy, kem phải biết rằng gì ạ? Nó đang thích cái câu chuyện gì, thích nhân vật hoạt hình nào, đúng không em? Thì kem phải nói cái thức ăn đó gắn liền với câu chuyện mà nó thích để cho nó kích thích cái việc nó ăn nhá. Đấy là đầu tiên là bé ăn được nhưng mà nó không tăng cân tự cho bạn ạ. Nó ăn không đủ dinh dưỡng, ăn không đa dạng thì mình phải xem lại vì đó. Cái thứ hai này, bé ăn được nhưng mà nó không tăng cân, đấy là bé ăn được nhưng mà nó ăn vặt quá nhiều, đúng không ạ? Ví dụ con ăn vào bữa chính, đúng không, thì ăn vặt, nó ăn ít chúng ta lại cho cốc sữa, rồi chúng ta lại cho bim bim, rồi cho bánh gạo, rồi cho đủ thứ nó ăn vặt, rồi sữa chua, rồi váng sữa chúng ta ăn loạn xạ lên, có đúng không ạ? Ăn quá nhiều đồ ăn vặt như vậy, tức là nó không có một cái nề nếp ăn uống nào cả, thì nó sẽ khiến cho con bạn làm sao ạ? Nó không đủ dinh dưỡng, tới bụng nó luôn luôn ở cái tình trạng là dạng ngang bụng, thì nó ăn sẽ không có được. Thế thì để khắc phục cái tình trạng ăn vặt quá nhiều ấy, thì bạn phải ăn cũng phải có khoa học. Thứ nhất này, vào bữa chính ấy là một bữa ăn không bao giờ được kéo dài quá 30 phút nhá, quá 30 phút, và trong quá 33 phút đấy là dạng nó khoan nữa thì thôi, dừng lại luôn, khoan nữa là thôi dừng lại. Đấy, được chưa? Thế thì trong 30 phút đấy ấy, sau khi mà nó không ăn nữa thì các bạn đừng có gì ạ, cho nó cốc sữa, tại mình sợ rằng nó không ăn được thì nó không tăng cân, sợ sụt cân, đúng không? Nuôi mãi được mấy lạng bây giờ nó không ăn thì sốt ruột quá lại cho cốc sữa. Thì cái việc mà chúng ta cho cốc sữa như vậy ấy, nó không giúp con bạn tăng ký mà nó sẽ giúp con bạn suy dinh dưỡng hơn nữa,
phải không ạ? Và thiếu máu, thiếu sắt hơn nữa nếu các bạn làm gì đó. Rồi, đúng chưa? Và bữa phụ ý là phải bắt buộc phải vào đúng chưa ạ? Cách bữa chính khoảng 2 giờ. Các bạn có thể cho ăn váng sữa này, ăn sữa chua này, ăn trái cây này, đúng không ạ? Thế thì váng sữa ăn khi nào? Váng sữa ấy thì hơn 10 tháng tuổi mới bắt đầu cho ăn nhá, được chưa? Còn sữa chua thì sao? Sữa chua ấy thì khi bé bắt đầu dặm ấy, thì chúng ta đã có thể cho bé sữa chua rồi. Đấy, và lựa chọn những loại sữa chua ít đường và không thêm hương vị hoa quả nha, ví dụ nha đam, hương dâu vân, không có. Tại vì chúng ta chỉ ăn sữa chua trắng thôi và ít đường. Đấy, các em hiểu chưa? Lưu ý nhá. Đấy là tình trạng gì ạ? Bé ăn được thì phải loại bỏ cái tình trạng là gì ạ? Bé ăn vặt quá nhiều. Ăn vặt thì nó sẽ làm khiến cho bé nó luôn ngang bụng mà nó tạo ra một thói quen ăn uống không lành mạnh khoa học, thì do nó dễ dàng biếng ăn và không tăng ký. Được chưa? Thì các em phải điều chỉnh cái việc đó. Và cái thứ ba này, nó ăn được nhưng mà nó không tăng ký thì bạn phải kiểm tra này. Có hai lý do. Thứ nhất là con bạn ấy tiêu hóa của nó có vấn đề gì không? Đúng không ạ? Nếu mà con bạn bị táo bón, con bạn bị sống phân hoặc là bị tiêu chảy dài hạn thì sao? Nó sẽ không tăng ký ở đâu. Nó không tăng cân được. Vậy bạn phải điều trị cái tình trạng tiêu hóa của con mình. Đấy, thì đầu tiên này, nếu con bị táo bón thì bác Đạt đã có video là gì ạ? 7 bước điều trị táo bón triệt để. Thì các em hãy xem cái video đó cho anh và làm đúng những cái bước mà bác Đạt đã hướng dẫn nha. 7 bước điều trị táo bón triệt để, được không ạ? Đấy. Nếu như con bạn bị tiêu chảy thì trong một cái việc ý mà bác Đạt thường hướng dẫn các bạn là chúng ta phải chăm hệ tiêu hóa của con mình. Đừng để hệ tiêu hóa có vấn đề rồi thì mình mới đi xử lý. Tức là cái đê nó vỡ rồi ý, đúng không? Hệ tiêu hóa nó như một con đê. Thì cái đê nó vỡ rồi thì anh em mình đi sửa cái đê nó rất là mệt. Đấy, thì con mình mà bị vấn đề tiêu hóa thì nó sẽ khiến cho con mình ấy, nó sẽ ăn được nhưng mà không tăng cân. Đấy. Thì cái bí quyết để chúng ta chăm hệ tiêu hóa ấy là gì ạ? Hãy gì đấy các em? Ăn dặm đúng cấu trúc này, đúng không ạ? Ăn uống phải sạch sẽ này, đúng không ạ? Và dùng men vi sinh để nâng sức khỏe hệ tiêu hóa lên. Men vi sinh nó chính là mỹ phẩm của hệ tiêu hóa của con. Chúng ta dùng đắp mặt, chúng ta dùng mặt nạ, đúng không ạ? Chúng ta dùng các kiểu, đó là gì? Dưỡng mặt đấy, dưỡng da mặt. Thì men vi sinh, lợi khuẩn đấy, nó chính là gì ạ? Nó chính là chất dưỡng hệ tiêu hóa, phải không ạ? Và chúng ta dùng theo đợt nha, cứ mỗi đợt khoảng 3 tháng, đúng không? Một năm dùng khoảng 2-3 đợt. Đấy, thì nó sẽ an toàn, được chưa ạ? Các em lưu ý như vậy nhá. Còn một lý do nữa là gì ạ? Bé ăn được nhưng mà không tăng cân ý. Ở đây là bé ăn đơn điệu và nó không có đủ vitamin. Các em không biết là gì ạ? Phải bổ sung D3 này, không biết phải bổ sung các vitamin và khoáng chất cho con mình. Tại vì vitamin ý và khoáng chất ý, nó rất quan trọng trong quá trình gì ạ? Xúc tác các cái quá trình tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Và khi mà con bạn bị thiếu vi chất, đúng không ạ? Thì sao? Tại sao các em nhìn này? Tại sao bên châu Âu nó lại có cái chương trình bổ sung vitamin A? Bổ sung vitamin gì ạ? Vitamin C, phải không ạ? Và nó có luôn cả cái chương trình gì ạ? Bổ sung vitamin D. Đấy, được chưa? Tại vì sao ạ? Các vitamin đó nó có nguy cơ bị thiếu rất là cao. Mà ở châu Âu ấy là các nước phát triển về y học như vậy, các em thấy không? Nó vẫn có cái chương trình như vậy. Và cái chế độ ăn họ ấy, nó đa dạng như vậy mà nó vẫn phải bổ sung chương trình quốc gia. Việt Nam mình thì mới có chương trình bổ sung quốc gia về vitamin A, có phải không ạ? Và 6 tháng một lần. Đấy. Thì cái vitamin ấy nó có vai trò hết sức là quan trọng trong quá trình chuyển hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Đấy, các em hiểu không ạ? Cho nên là gì ạ? Nếu như mà bé bị thiếu vitamin thì sao? Thì chúng ta sẽ bé sẽ ăn được nhưng mà nó không tăng cân, tại vì dinh dưỡng nó không chuyển hóa. Chúng ta cứ nghĩ rằng ăn vào dạ dày là xong, nó không có xong, nó chưa được đâu ạ. Đấy, vitamin để giúp cho quá trình nó tiêu hóa hấp thụ tốt hơn, hấp thụ tốt hơn, nhớ chưa? Nên là cả vitamin quan trọng. Và vitamin nó có nhiều đâu ạ, rau củ quả có phải không các em? Đấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, chúng ta thường gì ạ? Ăn chín uống sôi. Đấy, củ quả phải hấp, phải luộc, có đúng không ạ? Rau thì phải xay, phải luộc, phải chín lên. Thì lâu chín như vậy thì các cái vitamin có tính oxy hóa mạnh nó thường bị mất hết, đúng không? Và cái lý do đó nó khiến cho có thể bị thiếu vitamin. Thì cái bữa ăn như vậy thì để bổ sung vitamin ấy, thì các em có thể cho bé dùng sữa, có phải không? Đấy, đúng không ạ? Dùng sữa này, ăn hoa quả, đúng không ạ? Tuy nhiên bé không thể ăn được một cân cam được để có đủ lượng vitamin C, đúng không các em? Không thể được, đúng không ạ? Thì chúng ta phải dùng vitamin tổng hợp cho con mình nha. Đấy, để bổ sung thêm. Đấy, cái gì thiếu như D3 này, thức ăn đâu có đủ đâu, đúng không ạ? Đấy, như vi chất là sắt này, thức ăn đâu có đủ đâu, sữa đâu có đủ đâu, đúng không ạ? Các cái vitamin như là gì ạ? Vitamin E, đúng không? Vitamin D, đúng không? Rồi vitamin A thì trong thức ăn nó có nhưng mà nó bị biến đổi do chúng ta nấu nướng lên, nó cũng đâu có đủ đâu, đúng không? Nên chúng ta phải bổ sung vitamin vì vậy.
Được chưa? Đấy. Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em. Để nuôi con không còn là nỗi vất vả, mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi điện số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.